say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it to this way, we got that on your chum. Chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh
vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Cho tôi gửi lời chào, cảm ơn sự đón tiếp ân tình, thắm nghĩa của họ nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi. Trong buổi lễ ăn hỏi của cháu Thế Công và Phương Thảo hôm nay, rất vinh dự có mặt hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú dì, cậu mợ và anh chị em. Đặc biệt là có sự hiện diện của ông Thành bà Vang, là người thân sinh ra cháu Thế Công. Mời ông bà đứng dậy ạ. Các ông, các bà và quan viên hai họ, tôi là chú của cháu Thảo, đại diện cho họ nhà gái. Trước hết, tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, hai họ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu, hôm nay có mặt các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, bên nội, bên ngoài đầy đủ của cháu Thảo, đặc biệt là có bố và mẹ của cháu Thảo cũng có mặt tại buổi hôm nay. Xin mời hai bác đứng dậy trình bày. Kính thưa ông bà bình quý cùng các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái. Cổ nhân xưa có dạy, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật tất yếu. Cháu Công và cháu Thảo quen nhau, tìm hiểu nhau, thương yêu nhau và quý mến nhau. Hai cháu đã về báo cáo với mẹ cha đôi bên để được chung một nhà. Chính vì lẽ đó, hôm nay ông Thành bà Vang cùng ông Bình bà Úy
tổ chức lễ ăn hỏi hôm nay. Kính thưa quý vị, bọn nhà trai và ông thầy bà vang hôm nay chúng tôi sang đây kính được kính trình họ nhà gái và các cụ công của bà họ nhà gái và ông Bình và Úy 11 mâm lễ chính lễ hỏi và lễ dân cưới kính được kính trình và mong được sự đón nhận của họ nhà gái. Kính cáo với tổ tiên, sau đó hai họ sẽ bàn bạc tiếp để cho hai cháu thành vợ thành chồng, cho hai gia đình chúng ta sớm được kết tình thông gia. Vâng, được qua quá trình tìm hiểu và qua quá trình dài tìm hiểu và yêu thương nhau của hai cháu, cháu Công và cháu Thảo, hai cháu đều cũng mong muốn tiến tới hôn nhân thể theo nguyện vọng của hai cháu. Hôm nay có buổi ăn hỏi dẫn cưới, bọn đứa trai đã đến. Thế và thể theo sự đồng cảm của như vậy hai gia đình đã thống nhất của ông Thành và bà Vang cũng như của ông Bình và bà Úy. Hôm nay ngày 11 tháng 9, ngày lành tháng tốt, đại diện họ đứa gái chúng tôi xin nhận lễ họ đứa trai và để đi đến bàn bạc thống nhất tổ chức hôn nhân cho hai cháu. Xin cảm ơn. Yes, I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do. Anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do. Anh yêu em hơn ngàn năm say. Về sau bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em cho phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Một ngày thật đáng nhớ, là ngày được bên
được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ôi hạnh phúc như vô bờ. Mình chịu khó nhường nhau một chút, đong đầy thêm từng phút, xót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ trăng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày, dẫu trên đầu nhiều tóc mây. Hành trình mình yêu nhau ta yêu đôi người, tìm được em giữa thế gian chắc chắn là đỉnh mạnh đó. Vì anh có tình yêu chẳng sâu một ai khác, hành trình mình yêu nhau tuyệt vời. Vì có em làm bạn đời đến mãi sau, cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian, sống những thứ gì mà cuộc mà em vẫn thích. Xin cho phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tuy anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ, còn nhiều bọn bè lo âu cho u sầu. Mai cứ vui lên đi, vì bên cạnh em sẽ có anh luôn cạnh bên. Đưa em đi làm đi, cha mẹ đi xa, đưa em hạnh phúc chứ là đâu là nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em. Hành trình anh yêu nhau chẳng đời, thì có em làm bạn đời thật may mắn. Khi anh nhận ra đã yêu đúng người, tìm được em giữa thế gian chắc chắn là đỉnh mạnh đó. Được đại diện cho họ nhà trai đến buổi dự lễ phú quý. Lời đầu tiên cho tôi chúc các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ gái được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, được sự ủy quyền của ông Thành Bà Vang và họ nhà trai, hôm nay phái đoàn họ nhà trai chúng tôi sang đây để thưa chuyện.
với các cô, câu, các bà, họ nhà gái để xây dựng hạnh phúc cho hai cháu. Ông Thành bà Vang đã làm đầy đủ các lễ chính lễ, và ngày hôm nay bà Vang có mang lễ để xin dâu. Xin bà Vang lên trao cho bà Quý để cho hai họ chúng ta tiếp tục, để cho bà Vang trao cho bà Quý để cho cháu Thảo được về làm vợ cháu Công. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ nội ngoại, các anh chị em, bạn bè thân thiết của hai cháu Thế Công Phương Thảo và các vị khách quý. Tôi là Đỗ Văn Thành, là chú của cháu Thảo, đại diện cho họ nhà gái. Trước hết, tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ nội ngoại, các vị khách quý đã đến chia vui cùng gia đình chúng tôi hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, anh chị em, bạn bè thân hữu và tất cả các quý vị đã đến chung vui và chúc phúc cho hai cháu Phương Thảo và Thế Công. Kính thưa quan viên hai họ và các quý vị, được sự đồng ý của hai gia đình ông bà Thành Vang, ông bà Bình Lý, và được sự chấp nhận của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có cây trầu đến kính lễ gia tiên gia đình nhà gái và xin cháu Phương Thảo về làm dâu con của gia đình. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin đón nhận cây trầu và chính thức nhận cháu Thế Công là con rể của ông Bình bà Lý và là cháu trai của dòng họ gia đình chúng tôi. Chúng tôi và gia đình rất hân hoan và đồng ý đón nhận cây trầu, đồng ý cho gia đình nhà trai đón cháu Phương Thảo về bên ấy để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu hôm nay. Xin trân trọng mời bà Úy tiếp nhận cây trầu của bà Vang để làm lễ kính lễ gia tiên. Xin mời bà Úy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù giông bão dù mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi mơ cùng một giấc. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt từ một sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một anh đời. Anh đã từng kia giờ em anh chân mình khi phụ em để về nhà, cho tôi vẫn đi hoa thọ chẳng cần em được chuyện gần xa. Nhưng này là viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu, chỉ riêng cho này chung kia tôi về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì yêu thằng ngay của em đã đến bên anh, cảm ơn em đã hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhìn nói chân ngơ, anh sẽ giúp em và con bạn ấy xin biết tặng hai mẹ con nhiều. Chưa, các cô con
các bà, quan viên hai họ và các vị khách quý. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái, trước hết chân thành cảm ơn họ nhà trai đã tổ chức chu đáo và đón tiếp tình cảm, đã dành tình cảm đón tiếp gia đình họ nhà gái chúng tôi. Nhân buổi lễ thành hôn của hai cháu Thế Công và Phương Thảo, tôi xin có đôi lời. Cháu Phương Thảo tuy rằng đã trưởng thành, nhưng kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân gia đình của cháu còn nhiều hạn chế. Gia đình nhà gái chúng tôi mong muốn gia đình thân sinh, gia đình họ nhà trai quan tâm, nhắc nhở, chỉ bảo cho cháu để cháu hoàn thành bổn phận, làm tốt bổn phận của người con dâu, người vợ và người mẹ. Tôi xin chân thành chúc hai cháu Thế Công và Phương Thảo hôn nhân trăm năm bền vững, gia đình nhà gái chúng tôi cũng mong muốn các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai, gia đình thân sinh cháu Thế Công hoan hỉ chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hai họ, tôi là bác ruột của chú trẻ Thế Công, xin được gửi lời chào đón tiếp lòng nhiệt của các cụ, ông bà, quan viên hai họ nhà gái cùng toàn thể quý khách có mặt trong lễ thành hôn hôm nay. Tôi xin trân trọng được mời nước, mời trà, mời trà ngọt. Qua ý kiến của vị đại diện họ nhà gái, tôi thay mặt đại diện họ nhà trai xin nhất trí đồng ý và đón nhận cháu Phương Thảo. Kể từ giờ phút này, cháu chính thức là dâu, là con, là thành viên trong gia đình họ chúng tôi. Tôi xin trao cháu Thế Công cho các cụ, ông, các bà, họ nhà gái về được làm con, làm rể và làm thành viên của họ nhà gái. Cuối cùng, tôi xin nói gì? Các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể có trường được mạnh khỏe. Và kể từ phút này, hai gia đình chính thức được nối tình thông gia như ảo. Cháu Công, cháu Thảo chính thức được thành vợ, thành chồng. Bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc đi suốt cuộc đời này. Giữ chọn quý hiếu của con, tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và ô ngô thay có con lớn
niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Vào đêm vui
chàng quê ta hôm nay vui quá sướng. Em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đâu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, dước em về con nước mừng vui, dước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Hai con thì vô chúc hai con là trăm năm hạnh phúc. Cũng mong làm sao hai con được thương yêu đến nhau đến lúc tóc bạc răng nong. Thì cũng chúc hai con mạnh khỏe và bảo ban nhau trong cuộc sống làm ăn sau này. Cũng làm sao để trong cuộc sống gia đình vợ con phải yêu thương nhau, và cũng như chồng con phải yêu vợ, vợ yêu chồng. Vô chúc hai con hạnh phúc. Và tôi cũng đại diện cho gia đình, xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Trong ngày hôm nay thì tôi thật sự gia đình rất xúc động và không biết nói gì, khi chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bà, quan viên hai họ. Tôi xin chân thành cảm ơn.